à, nhưng Đức thấy à, có khi à, mình ngồi mình à, à, suy nghĩ về à, cái cuộc đời của mình nó nó giống như là từng à, từng lớp của tuồng hát với vị cuộc đời như Đức có khi à, kể với vị nghe đồ nó, nó cảm thấy cũng nghĩ gì một đời người nó nó cứ à, cho dạt đồ giống như một cái sự mà từng lớp của tuần hát ví dụ như à, sinh vào một gia đình à, nghèo khổ từ khi còn nhỏ à, chỉ mong làm sao gia đình của mình cha mẹ được hạnh phúc chút thôi đây là cái tâm niệm của rất là nhiều cháu nhỏ nếu như thấy cha mẹ mình hạnh phúc các cháu mừng rất là mừng nên bây giờ mình nghe đạo mình biết niệm phật biết tu sống một gia đình hạnh phúc đó là điều mà con mình nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc mừng như bản thân những thức lúc còn nhỏ mà thấy mà cha mẹ rầy rà hoặc ba đánh mẹ tự nhiên trong lòng mình đau xót đau xót mình còn nhỏ nhỏ mình nói rằng là dù giờ nghèo gì nghèo đi nhưng mà cha mẹ mình hạnh phúc là mình mừng nhất và buổi cơm mà cha mẹ mình ngồi ăn chung với nhau đây là điều mình rất hạnh phúc quý vị rồi đến sáu bảy tuổi thôi thì mẹ như nước mắt quý vị biết rằng là cái cảm giác mà một đứa bé còn nhỏ mà mẹ hay cha gì mắt mình cảm thấy mình bị một cái mắt mát gì nó lớn lao dữ lắm quý vị nhưng đức nhớ mà lúc mẹ như đức mà bà mắt những đức à, đi ra sau hè mà đứng mà nhìn ra một cái ruộng lúa tự nhiên mình thấy một cái gì mắt mát mà đối với mình thật sự quá lớn lao và tự nhiên trong lòng một cái cảm nhận rằng là Mãi mãi trong cuộc đời này mình sẽ không bao giờ thấy lại mẹ của mình. Như Đức nói những đoạn này quý vị nhớ là khi bây giờ mình còn cha còn mẹ mình nên trân quý cái nhân duyên, còn cha mẹ hoặc còn cha hoặc mất mẹ, còn mẹ hoặc là mất cha. Dù là mình có lỡ giận hờn cha mẹ một cái gì bản thân mình tức khắc buông ra liền không còn buồn giận cha mẹ nữa vì bây giờ mình vẫn còn cha hoặc còn mẹ phải nhớ mang một cái tâm hờn giận Hẳn trách cha mẹ đây là một cái lỗi lầm và tổn duyên phước của mình lớn nhất bởi vì phải nhớ như bản thân những đức bây giờ có muốn gặp lại cha mẹ mình cũng không gặp được thì từ 7 tuổi mất mẹ Em biết rằng là Nhà nghèo Tìm kiếm cuộc sống thôi Đã cực kỳ khó khăn Cuộc sống Khó khăn Làm đủ chuyện Để kiếm tìm cuộc sống Rồi thời gian từ từ Lớn lên Rồi Cũng đi làm thế làm mướn như đức từng nói với vị rằng là giác lúa giác gạo mà xương sống muốn công tìm kiếm cuộc sống đâu đơn giản đâu rồi nhân viên từ từ lên tới trên thành phố có nghĩa là từng công đoạn công đoạn trong cuộc đời có khi những đức ngồi những đức suy nghĩ lại Nó cuộc đời của mình giống như một cái tuần hát như tuần hát từng lớp tuồng, từng lớp diễn, đi từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn cho mình nhìn. Khi bây giờ học Phật rồi thấy vô thường của cuộc đời, rõ ràng thấy vô thường của cuộc đời, quý vị. Rồi từ từ trôi nổi lên tới trên thành phố, lên thành phố đầu tiên cũng vào cái nơi làm việc thắng mở, cực lắm. Đêm hôm mà nói Nằm ngủ thôi ngứa ngáy mũi cắt Chết một Rồi nhân viên từ từ đưa đến chỗ làm khác Ở ngoài quận nhất Là thời gian làm lâu nhất Rồi làm từ 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 từ, từ Rồi quen Ở trên thành phố Rồi tiếp tục Bước vào cuộc vui chơi Quen bạn bè thấy thấy từng công đoạn, từng công đoạn Rồi mười mấy năm Trên thành phố Làm bao nhiêu xài hết Giết rồi trong lòng mình cảm thấy đúng là ngao ngán Có khi mà Mình muốn quay đầu đó Nhưng mà mình không biết một phương hướng gì để quay đầu Nhưng Đức tin chắc rằng Có nhiều người trong cuộc đời này Khi bản thân mình Vui chơi hoặc là mình ở trong cuộc chơi gì đó Dù hư hỏng Nhưng bản thân của mình cũng mong muốn Mình quay đầu đó Nhưng mà mình chưa gặp cơ hội, chưa gặp bạn Chưa gặp người hướng dẫn mình Chưa gặp người cho mình một phương pháp Nên bản thân của mình Không biết quay đầu chỗ nào nữa Như bản thân như Đức ngày xưa vậy Thật sự mà nói mình Ăn nhậu bê tha Chứ bản thân mình thật sự muốn quay đầu Mà không có cái cơ hội Phương hướng nào để mình quay đầu với vị những đức lâu lâu những đức kể những công đoạn này Để cho những người Cũng đã từng Gặp việc khổ như những đức rồi Từng cũng hư hỏng như những đức Rồi bản thân mình có cơ hội Quay đầu Quay đầu hướng đến Phật Pháp Nên Đạo Phật có câu nói rất hay Quay đầu là bờ Quay đầu là bờ Rồi cơ duyên đến bản thân những đức Được tiếp nhận Phật Pháp Thời gian như Đức tiếp nhận Phật Pháp Quý vị biết rằng là Không có lâu gì hết những Đức đã phát tâm ăn chay trường luôn Và những Đức ăn chay trong cái hoàn cảnh Mà nấu đồ ăn mặn Khó lắm quý vị à Khó lắm Nhưng mà quyết tâm Làm được Rồi những Đức ăn chay được rồi Nhưng mà những Đức còn nấu đồ ăn mặn Như Đức nghĩ rằng Bản thân mình cũng không có vợ con gì hết Cha mẹ thì cũng mắc hết rồi Bây giờ bản thân những Đức Muốn hướng đến ngôi tam bảo tu tập luôn Nhân viên cũng Tuy khó khăn mà cũng gặp duyên đặc biệt Thì đến một ngôi chùa chuyên niệm Phật Từ một thanh niên sống thời gian trên thành phố mười mấy năm Ăn nhậu bê tha Buông xuống hết vạn duyên Ngoài đời Được đến ngôi nhà tam bảo Đó cũng là một cái Mở hoặc mới cho mình trong cuộc đời và phải thích nghi cái hoàn cảnh trong ngôi nhà tam bảo việc này cũng khó quý cũng khó nhưng mà quyết chí quyết tâm vào ngôi nhà tam bảo sống cùng với những người ở trong chùa để cùng tu tập chung hoàn cảnh ban đầu ở ngôi chùa đầu tiên như đức đến cũng rất khó khăn cũng rất là khổ vất vả vô cùng và trong ngôi nhà tam bảo lúc đó thì cuộc sống tuy ăn chay mà cũng vất vả làm việc rất cực khi làm ngày làm đêm nên quý vị thấy hình ảnh những đức rất là ốm ốm lắm lúc đó những đức uh, thời gian ốm nhất của những đức là bốn mấy ký ốm nhất luôn quý vị thấy những bôi hình mà đen thui thùi lùi có nghĩa là không còn năng lượng gì hết luôn thời gian trong ngôi nhà tam bảo Ngôi chùa đầu tiên thì được đến Cực lực hết mình Làm việc cả ngày lắng đêm Rồi Mình đến nơi đó càng ngày Mình ở nơi đó mình thấy ô Bao nhiêu người già ở đây Rồi tự nhiên những đứa trong lòng nghĩ rằng Tương lai mình cũng già Bản thân mình từ từ cũng già thôi Tự nhiên trong lòng phát tâm Mình nuôi người già Mình thương người già Nhìn người già mình rất là thương vì nghĩ đến Cha mẹ mình cũng chết hết rồi Bản thân mình bây giờ Không có trình độ gì Thương người già lo cho người già Đây là mục tiêu mình hướng đến Mà nhìn đứa thấy cái phương pháp tu ở ngôi chùa đó Cách niệm Phật lễ Phật Nhìn đứa thấy phương pháp này mình làm được Gầy dựng ngay chỗ này Và nuôi người già Từ cái tư tưởng đó Mà quý vị biết rằng là Ở trong ngôi nhà Tam Bảo đó Tôi tưởng nuôi người già gần gũi nhiều người già Mỗi khi người già buồn đến động viên Mỗi đêm phia có khi Đi vòng vòng thấy những người già Cụ già ngủ không được đến hỏi han Cái cụ nói nhớ con cháu Từ nói những điều đó mà những đức nhận thức và học tập Thấy rằng đúng là Một đời người khổ thiệt Có những cụ già cũng khá giả Rồi của cải để lại cho con cháu Con cháu cũng có học hành Có trình độ có địa vị xã hội nhưng tới tuổi già buồn gặp hoàn cảnh gì đó cũng vô ngôi nhà tam bảo vì ngôi chùa đó nuôi nhiều người già nghe qua hết thấy qua hết tự nhiên trong lòng vỡ lẽ ra rằng ô thì ra trong cuộc đời giàu nghèo đẹp xấu mọi người đều có cái hoàn cảnh khổ ô cuộc đời người vô thường quá vô thường quá mình gặp được Phật pháp hay quá đặc biệt quá và từ đó mà càng ngày càng phát tâm Dù mình cực khổ cỡ nào Mình gian nan cỡ nào Vất vả cỡ nào Mà mình làm được những việc ý nghĩa này Mình cảm thấy đây là Việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình Nên những đức nói rằng Niệm Phật khuyên người niệm Phật Nuôi người già Bắt đầu từ đó bản thân những đức quyết chí Thương yêu lo lắng Cho người già Thời gian ở đó 5 năm, năm chờ Đầy đủ nhân viên mình được coi chúng và nuôi người già Lo cho người già Số lượng người ở đó 1.500 người Rất đông Một ngôi chùa không lớn mà ở rất đông Và tình thương mến thương như một đại gia đình Khi thời gian nhận đức ở đó Đây là thời hoàng kim nhất Của ngôi chùa đó Và ngôi chùa rất nổi tiếng Đã rèn luyện những đức Trở thành một người coi chúng Hướng dẫn người niệm Phật Có được Cái kinh nghiệm một phần nào và nhân viên đưa đẩy những đức đến ngôi chùa thứ hai vì biết rằng là cuộc đời của mình thì cũng là những giai diễn của cuộc đời khi đi đến bất cứ nơi nào ngôi chùa thứ nhất thì diễn giai được 5 năm rồi từ mới đến không có gì rồi giống như được nhân viên có được rất nhiều thứ nơi đó rồi cuối cùng Ra đi hai bàn tay trắng Chỉ động lại cho mình những tư tưởng mà thôi Và những tư tưởng đó Những đức mang theo Đến ngôi chùa thứ hai Và đến ngôi chùa thứ hai thì Cũng là có chùa truyền sẵn Và bản thân những đức phải Quyết tâm dữ lắm Vì lúc đó nhiều anh em Đi chung Đến cảm thấy nơi đó là xung quanh là khu công nghiệp rồi chùa ít người quá Hoàn cảnh buồn quá Nên nhiều anh em Không ở và đi Thật sự mà nói Trong lòng có khi cũng rất buồn quý vị Cũng rất là buồn đó Nhưng nói rằng bây giờ Ngoài đời thì mình cũng đâu có nhà cửa gì Rồi Không lẽ bây giờ chở về đời đi làm lại Làm thế làm mướn lại Cảm thấy ngao ngán quá Dù khó khăn cỡ nào Dù cỡ nào bản thân mình cũng ở đây Đến nỗi mà nhiều người đi quá như Đức từng nói câu rằng Đừng sợ người bỏ mình Chỉ sợ mình bỏ mình Và quyết tâm Ở đó với các cụ già Những người già Thì tiếp tục ở bên cạnh với những Đức Thờ đó là những thờ mà cụ liễu Cụ hậu đồ Một số các cụ mà còn không khỏe khỏe Phụ những Đức Rất nhiều công việc Thì quý vị biết rằng là Thời gian ở đó rồi từ 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 những đức cũng thích nghi nơi đó ngôi chùa lớn nên đức thích nghi trong hoàn cảnh một ngôi chùa lớn và từ công việc mà hướng dẫn mà dạy bản thân những đức làm công việc và hiểu ra công việc và nhân viên từ từ phát triển được ngôi chùa đó người ta càng ngày càng đông đúc càng ngày càng đông và càng ngày càng đông thì bản thân mình càng ngày càng càng lo và càng cực nhưng mà vui đó là những kỷ niệm Mà cả cuộc đời những đứa cũng không bao giờ quên Dù là cực Từ ngôi chùa đầu tiên Kỷ niệm cả đời không bao giờ quên Và ngôi chùa thứ hai Cũng kỷ niệm cả cuộc đời mình không bao giờ quên Và từ ngôi chùa thứ hai Xong đến ngôi chùa thứ ba Và đến ngôi chùa thứ tư Và thêm những đạo tràng nhỏ nhỏ Vì biết rằng là Cực lực nhiệt liệt hết mình nghĩ rằng mình được mang thắng này và mình được làm những việc này đây là điều ý nghĩa và điều mình mừng nhất cực khổ cỡ nào cũng cảm thấy đây là ý nghĩa cuộc đời cứ thường nói chính bản thân mình nỗ lực lên và cố gắng lên vì đây là những việc làm ý nghĩa quá của đời người giúp cho các cụ giúp cho đại chúng và giúp cho rất nhiều phật tử về chùa được tu tập có khi một chương trình gì đó thay quý phật tử vui khi mình nói chuyện họ vui hoặc là chương trình gì họ được vui mình nhìn thấy họ và nhớ đến cha mẹ của mình cuộc đời của cha mẹ như đức chưa bao giờ được vui mẹ như đức cực kỳ khổ bà rất gian nan vất vả rất khổ cả đời đời ba như đức cũng rất khổ nhìn các cụ già vui trong lòng mình nói đây là sự an ủi cuộc đời mình nhất thấy các cụ vui và thấy nhiều phật tử về được dự chương trình rất vui bản thân mình thấy mình mừng gì mình được mang thân này của cha mẹ cho mình mà bây giờ mình được làm những việc này lợi ích cho người bản thân những đứa cảm thấy mừng mừng đây là việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời của những đức đây là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình và tự dặn mình và nói với mình phải nỗ lực hơn và phải cố gắng hơn đối với đại chúng trong nơi tam bảo như đức nhiệt tình lo lắng cực lực hết mình đối với các cháu nhỏ lớp đạo làm con thì bản thân mình nghĩ lúc mình còn nhỏ thèm một cái gì đó có khi cũng không có được ăn tới mùa trung thu có bao giờ mà được dự một cái chương trình trung thu gì đâu nên khi những đức được có cơ hội tất cả việc đó những đức đều làm cho người khác từ người lớn cho tới trẻ nhỏ những đức đều làm cho họ vì những đức nghĩ lúc mình còn nhỏ mình không được cơ hội đó bây giờ mình có cơ hội mình phải làm việc này cho một số người vì có khi ở tại gia đình các cháu các cháu chưa được như vậy nên có những khi dịp hè các cháu về chùa những đức muốn mua những món đồ ăn nào ngon lạ nhất cho các cháu được ăn vì mình nhớ lại tuổi thơ của mình rất khổ rất vất vả chưa bao giờ được ăn một món đồ gì ngon Một món đồ gì lạ Và đời của cha mẹ mình cũng rất vất vả Chưa bao giờ được ăn một miếng bánh kem Chưa bao giờ được ăn một món gì lạ Nên mình lo cho các cụ già Mình mong rằng Các cụ được ăn những món đồ ăn ngon Những trái nho mỹ Những trái nhãn ngon Những miếng bánh ngon Nên những đức thường có động viên Những người lo rằng Phải nhiệt tình lo cho các cụ Hết tiền, cứ lấy tiền Lo cho các cụ bằng cả tấm lòng nếu cụ nào có đầy đủ thiện căn, các cụ niệm Phật sanh cực lạc. Còn cụ nào được cái nhân duyên mình lo thì các cụ được mình quan tâm cũng là kết nhân duyên. Trong kinh Đức Phật dạy, Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp. Mình cứ nghĩ như vậy. Đời này độ chưa xong, những đời kiếp sau có duyên tiếp tục độ nữa. Còn riêng bản thân mình phải nỗ lực niệm Phật để đời này mình phải về thế giới cực lạc. Tự nghĩ như vậy mà trong tâm cố gắng nhiệt tình hết mình lo việc trong ngôi nhà tam bảo. Quý vị nghe sơ qua những công đoạn. Tuy là nói sơ qua thôi nhưng trải qua thời gian 15 năm của thời gian như đức từ khi bước vào ngôi chùa đầu tiên và cho đến những ngôi chùa thứ hai, thứ ba bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng đức nghĩ rằng nhiều người khi ngồi nghe như vậy cũng cảm thấy lắng động tâm lại. Cuộc đời có người trải qua bao nhiêu cái thăng trầm, khổ vui trong cuộc đời. Cuối cùng, chúng ta đến với cuộc đời này đều phải chia tay với nhau quý vị ạ. Nên chỉ động lại chúng ta là may mắn được niệm Phật, được tu hành để hướng về thế giới Tây phương cực lạc. Đây là điều hạnh phúc nhất mà chúng ta được hướng đến. Rất may mắn, hiện tại chúng ta được biết pháp môn tịnh độ tin pháp môn niệm phật mỗi ngày được niệm phật chung với nhau dù cuộc đời có thay đổi như thế nào nhưng tâm của những đức dành cho những người nhân duyên ở cuộc đời này và cùng hướng đến phật a di đà không bao giờ thay đổi như kỹ có nghĩa là bản thân những đức không còn cha mẹ nên toàn tâm toàn ý cái nghĩ đến con người và thương con người là bằng cả tấm lòng. Vì mình nghĩ rằng mình giả dối với người thì quả báo giả dối với mình. Nên mình nhiệt tình hết mình đặt cho mình lên một tư tưởng rằng từ bây giờ cho đến hết cuộc đời của mình luôn luôn sống chân thật. Con người thì ai cũng có cái sai nhưng sai thì sửa. Chân thật niệm Phật nhiệt tình đem pháp môn địa phật này mình áp dụng và đem những sự lợi ích khi mình được áp dụng hướng dẫn cho người, khuyên nhiều người nên những đức bây giờ được một cái đạo tràng trên không chung khi những đức đi ra khỏi ngôi nhà tam bảo thì được gia nhập vào đạo tràng trên không chung và có một ngôi tam bảo nho nhỏ những nơi ở dù cuộc đời bây giờ có đưa đẩy mình như thế nào dù ở nơi nào mình vẫn cảm thấy bình yên. Vì trong tâm mình có Phật Mỗi ngày trong tâm có Phật Đây là lời tâm sự gửi đến quý vị Mong rằng mỗi một con người Dù cuộc đời mình có gặp những hoàn cảnh Khổ đau trở ngại gì Nhưng chỉ cần mình nghe được pháp môn niệm Phật Mình biết niệm Phật Trong tâm mình có Phật Nhớ câu tin nhân quả Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Chỉ cần giữ tâm niệm Phật Nhớ Phật dù khổ đau trở ngại gì Khỏe mạnh hay bệnh đau Đẹp hay xấu Hoàn cảnh có trở ngại cỡ nào Quý vị cũng cứ niệm Phật đi Chắc chắn rằng Quý vị sẽ sống được bình an Sống được tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh Và cái đặc biệt nhất Là cuối cuộc đời của chúng ta Sẽ hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Những đức nguyện tam bảo gia hộ Cho tất cả quý vị Luôn luôn sống trong ánh quang minh của chư Phật Tâm thường an, chí thường sáng và hướng về thế giới Tây phương cực lạc. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây phương cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đào Phật. A Di Đào Phật. A Di Đào Phật.